Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với số tiếp theo review trên cao của Nếm TV. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại Bắc Giang. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tham quan một cái địa điểm du lịch mới toanh ở từ trên cao nhá. Đó chính là Tây Yên Tử. Chết rồi, 3, 2, 1 Nếm. Ok, mình quên mất cái câu slogan Nếm, 3, 2, 1 Nếm của mình. Bây giờ thì mình sẽ xuất phát cho máy bay của chúng ta xuất phát từ phía quảng trường nhá. Và mình sẽ giới thiệu dần cho các bạn những cái công hạng mục ở trong cái công trình này để chúng ta có thể là biết thêm thông tin để trước khi đi tham quan ở đây. Hôm nay rất là thời tiết rất là ủng hộ cho mình, bởi vì là trên núi các bạn có thể thấy là rất nhiều mây, rất là đẹp, đúng kiểu là trên đỉnh Phú Vân đúng không? Máy bay trên đỉnh Phú Vân đấy. Ok, là cho máy bay ra xa một chút, chúng ta sẽ giới thiệu nhá. Rồi, hiện tại thì máy bay của chúng ta đang ở trước mặt phía quảng trường, và đây cũng chính là cái bãi đỗ xe ở ngay phía bên tay trái của mình đây. Từ cái con đường phía bên ngoài dẫn vào thì chúng ta sẽ thấy được rất nhiều cái hàng quán ăn để nghỉ trưa cũng như là ăn sáng, hoặc là tùy bạn, hoặc là cả quán cà phê cũng có luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ngắm cái khu vực quảng trường nhé. Khu vực quảng trường của mình thì mình theo như mình thấy thì là nó có một cái sảnh được lát đá như này, và các bạn có thể thấy hai bên đều có hai bên, mỗi bên là có 9 cái ô vuông làm bằng cỏ xanh, trông rất là đẹp. Và sau khi mà chúng ta đi qua được cái cổng thành to như này, đây cũng chính là cái nơi để tiếp đón cũng như là cái quầy thông tin dành cho du khách, thì các bạn có thể vào trong đấy và tìm hiểu thông tin. Ở phía đằng sau này, khi mà bước qua cái cổng thành này nhé, thì các bạn nhìn đằng sau đấy sẽ có hai cái lối đi lên, và chúng ta sẽ lên được cái chỗ khu cái đài ngắm quan đài quan sát đây. Đây chính là hai cái chỗ đài quan sát này ở phía trên cổng thành các bạn đấy, có hai cái cầu thang, và đứng từ đây thì chúng ta sẽ nhìn được cái toàn bộ được cái không gian ở bên trong, cái khuôn viên bên trong. Và để ý kỹ một chút thì chắc chắn là bây giờ các bạn đang tò mò là tại sao lại có bốn cái hình rất là lạ ở bốn góc, đúng không? Đó chính là tượng trưng cho ngũ hành. Hỏa bên hỏa là cái phía bên tay trái trên cùng, thổ là bên tay phải trên cùng, cái hồ nước này là bên tay phải, ở bên dưới là thủy, còn mộc thì bên tay trái, kim thì ở giữa rồi. Thì chúng ta có thể là nhiều bạn thì không có cái cơ hội được ngắm nhìn toàn cảnh Tây Yên Tử ở trên cao, nên là mình sẽ nói qua cho các bạn biết thông tin để các bạn khi mà đến đây thì check in đỡ bỡ ngỡ. Đó chính là kim mộc thủy hỏa thổ đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp tục với những cái điều mà mình biết ở khu vực cổng Tây Yên Tử nhé. Thực ra thì Tây Yên Tử mới được khai thác du lịch được cách đây 2 năm, và hiện tại thì mình thấy rất là nhiều cái du khách đã tới đây để tham quan. Bởi vì là mọi người, thực ra thì Tây Yên Tử, trước đây nói đến Yên Tử thì mọi người chỉ mặc định là ở phía bên thành phố Uông Bí của tỉnh Quảng Ninh thôi. Tuy nhiên thì sau khi mà tỉnh Bắc Giang đã khai thác con đường phía bên Tây thì cũng rất nhiều du khách đã lựa chọn cái con đường này để hành hương. Theo như ngày xưa thì Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng như là các vị sư thì đều hành hương từ phía Tây sang phía Đông. Vì vậy nên cái con đường này cũng rất là ý nghĩa. Đấy, rồi chúng ta sẽ đưa cùng nhau ra cổng nhá. Mình bay đông mất ấy, không biết. Đây thì sau khi mà tham quan được cái vườn mà ngũ hành ấy thì chúng ta sẽ tới một cái bàn chân Phật. Nếu như bạn nào mà muốn quan sát kỹ thì chúng ta có thể leo trên đài quan sát để ngắm bàn chân Phật. Đây chính là bàn chân Phật của chúng ta ngay dưới phía dưới đây. Đây chính là bàn chân Phật. Và trước cửa bàn chân Phật, trước bàn chân Phật thì có mình thấy có một cái ngôi nhà, hình như là cái nhà hàng. Hôm trước mình không nhớ tên lắm đâu. Hôm nữa thì mình sẽ quay kỹ ở dưới mặt đất cho các bạn xem. Và một điều thú vị tiếp theo mà mình muốn giới thiệu, từ cái phía bàn chân Phật này lên trên chỗ ga cáp treo
đó chính là 10 bức tranh nói về 10 giai đoạn của cuộc đời Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Máy bay sẽ hạ thấp xuống để chúng ta cùng chiêm ngưỡng nhé. Đây, 10 bức tranh làm bằng đá. Ok, đây chính là 10 bức tranh đây, phía trước mặt của chúng ta đây. Mình sẽ bay từ từ để cho các bạn có thể thấy hết được nhá. Đầu tiên thì khi còn nhỏ, đây là cái giai đoạn còn nhỏ của Phật Hoàng Trần Nhân Tông này. Khi còn là một cậu bé này, sau đó một thanh niên tuấn tú đi thi. Tiếp đó là ngài lên ngôi vua này, rồi cầm lãnh đạo. Ồ, đấy, rất là nhiều. Đẹp luôn. Đó, thì cái con đường này sẽ dẫn thẳng lên ca cáp treo. Tuy nhiên thì bây giờ để mà hành hương thì mọi người lại chọn cái cách là đi xe điện, xe buýt điện lên trên chùa Hạ trước. Bởi vì chùa Hạ là một trong những cái hạng mục được thiết kế ở trong khuôn viên của cổng Tây Yên Tử. Thì các bạn có thể lên chùa Hạ để tham quan. Đây chính là chùa Hạ. Vậy là có tất cả hai con đường để chúng ta được lên, được đến với ga cáp treo. Thì mình nghĩ là các bạn cũng nên đến chùa Hạ đi. Chào mừng quý khách đến với khu du lịch Tân Hương Sinh Thái Tây Yên Tử. Ban quản lý xin thông báo, hiện tại thời tiết trên núi đang có sương mù và lạnh. Quý khách vui lòng chuẩn bị hành trang phù hợp để đảm bảo sức khỏe. Đó, đây là một điều mình thấy rất là hay ở khu du lịch Tây Yên Tử, bởi vì là có thường xuyên có cái bảng thông báo về thời tiết ở trên đỉnh để chúng ta chuẩn bị trước về tinh thần cũng như là những cái dụng cụ đề phòng. Hôm vừa rồi thì mình đi nhưng mà thời tiết mưa quá nên mình thấy cũng ban quản lý cũng có đọc loa thông báo là trên đỉnh đang có mưa. Vì vậy là mình đã hoãn cái chuyến đi và để dành ra ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau tham quan chùa Hạ trước nhá. Và vé đi xe buýt điện lên trên đến đây thì là 10.000 một người. Đó, đây chính là chùa Hạ. Và hàng năm thì cứ đến tháng giêng đầu năm thì Tây Yên Tử sẽ tổ chức khai hội. Và lúc đó thì rất nhiều người dân tới để tham quan. Rồi, ok, đấy chính là chùa Hạ. Và tiếp theo thì mình sẽ dẫn tiếp các bạn tới đến ga cáp treo nhé. Đây là một điều khá là hay mà mình muốn chia sẻ luôn. Đó là những bạn nào mà sử dụng flycam ấy, thì cũng có thể đến tới đây để quay phim. Bởi vì là ban quản lý của Tây Yên Tử rất là hoan nghênh các bạn. Nhưng mà chúng ta sẽ phải bay với độ cao là trên 50m để đảm bảo cho sự an toàn, cũng như là không bị va đập vào những cái công trình ở đây, ga cáp treo chẳng hạn. Đây chính là ga cáp treo của chúng ta đây. Ồ, đẹp quá. Và buổi tối ấy, thì chúng ta sẽ thấy được là ga cáp treo lên đèn sáng nhất trong khu vực này. Sáng nhất, sáng hơn cả cổng thành luôn. Và lát nữa thì mình sẽ có một số quay ở dưới đất để chúng ta biết thêm được cái thời gian vận hành của ga cáp treo. Cái giá vé từ đây lên trên kia đó là 240.000. Rồi bây giờ từ ga cáp treo thì các bạn có thể thấy là có có một cái cổng, một con cái cầu này dẫn sang bên chùa Hạ. Mình khá là ấn tượng với cái cầu này. Đó, mà cáp treo sẽ dẫn lên thẳng lên trên đỉnh luôn. Đi thẳng đường này chúng ta sẽ lên được đến với Yên Tử. Đó, như một đàn kiến luôn. mình đã từng đi ở bên chỗ phía đông Yên Tử rồi. Bạn nào mà có muốn xem cái video đấy, mình review bên đấy thì có thể search lại Yên Tử nếm thì sẽ ra được luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với khu vực mà mình đang ngồi nhá, để review kỹ hơn một chút. Theo mình thấy thì chỗ Tây Yên Tử này vẫn còn rất ít là dịch vụ đi kèm. Tuy nhiên là
người dân ở xung quanh cũng đã bắt đầu phát triển những cái dịch vụ như ăn uống, nghỉ ngơi cho các bạn để đáp ứng nhu cầu chúng ta rồi. Hôm qua thì mình có ngủ một cái nhà nghỉ ở ngay phía đầu cổng xa ngoài đường quốc lộ vào kìa, cách đây tầm khoảng 2-3 cây số thì mình thấy giá khá là hợp lý. Đây, đây chính là cái con đường phía bên ngoài và người dân đã bắt đầu mở ra những cái nhà hàng ăn và giá thì cũng không quá đắt đâu. Đây, đây là một điều mình có thể nói là rất tốt cho cái việc thúc đẩy kinh tế của tỉnh Bắc Giang, bởi vì là người dân ở đây sẽ có cơ hội để thử sức với cái việc là phát triển cái mô hình du lịch. Hiện tại thì vẫn còn ít, tuy nhiên sau này mình nghĩ là nó sẽ chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Cái con đường dẫn ra ngoài phía đường quốc lộ kia nó rất là dễ. Đây, chúng ta có thể thoải mái mà đi vào. Ồ, đã có đến mùa vải rồi hả? Hơi chóng mặt một chút bởi vì là máy bay của chúng ta đang mất tín hiệu rồi. Các bạn lưu ý nhé, khi mà đến cái khu vực nhà hàng ăn như này ấy, thì chúng ta sẽ phải đi thẳng để gửi xe. Xe máy thì đi gửi luôn ở tại đó, ngã ba. Còn đâu xe ô tô thì đi thẳng vào sâu ở trong cổng thành này. Còn đâu đường bên phải ấy, mà các bạn thấy cái con đường đôi này, đó chính là cái con đường mà dành cho xe buýt điện đi. Nên chúng ta sẽ không được phép sử dụng đâu. Ok, cũng rất là chuyên nghiệp, rất đẹp. Máy bay đã hơn 10 phút rồi à. Bây giờ máy bay của chúng ta đang quay trở lại khu vực cổng thành rồi. Lâu lắm rồi thì mình mới có những cái số review trên cao này, bởi vì mình thấy là mọi người vẫn thích cái mô típ này. Và chỉ có cái mô típ này thì mới đưa được chúng ta một cách là nhanh nhất, bao quát nhất, để chúng ta biết được cái khuôn viên của một cái khu du lịch nó như thế nào. Rồi, ok, có lẽ là trong cái số này mình chỉ review cái khu cổng bên dưới của Tây Yên Tử thôi, để cho các bạn khi mà đến tham quan biết hết được những cái ý nghĩa mà ban quản lý cũng như là nhà thiết kế họ đã xây dựng lên, để chúng ta tham quan thì không bị lỡ một cái chi tiết nào cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha, và đừng quên like, subscribe để ủng hộ Nếm trong các hành trình tiếp theo. Nếu như có cái yêu cầu review một cái địa danh nào đó của Việt Nam thì các bạn hãy comment ở trong cái phần bên dưới. Mình và ekip sẽ tới đó để thực hiện thay cho mọi người. Bye bye mọi người, mình là Tùng Nếm và đây là Tây Yên Tử.